tại Việt Nam. Ok, xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tích Rum và mình là Diễm Chan. Đã lâu rồi thì mình không quay trở lại với những video thủ thuật. Và như lúc đầu mà các bạn khi mà bước vào intro thì các bạn thấy là mình đã sử dụng một cái công cụ rất là bí ẩn trên cái chiếc Galaxy A80 của mình. Với là mình chỉ cần vuốt một bên cạnh trái của điện thoại thì tự động sẽ tăng hoặc là giảm volume. Và cái thủ thuật hôm nay là gì thì hãy theo dõi cuối video ngày hôm nay nhé. Let's go. Và cái ứng dụng này nó có tên là Volume Slider. Mình sẽ để cái icon cũng như là cái tên cho các bạn, bởi vì có lẽ là mình biết đâu mình đọc sai tiếng Anh một chút xíu. Bây giờ thì mình sẽ cài đặt. Và với cái ứng dụng này thì nó rất là nhẹ, nó sẽ không làm kiểu như là mất chỉ có 1.8MB thôi, không có làm hao tốn nhiều những cái bộ nhớ của bạn, hay là nó cũng sẽ không có làm máy mình bị giật lắc hay là hiệu năng bị kém xuống đâu. Đó, bây giờ mình sẽ tải. Lúc nãy mình tải rồi nhưng bây giờ mình sẽ tải và làm các bước để cho các bạn thấy là nó như thế nào. Và ứng dụng này hiện tại nó chỉ có trên là hệ điều hành Android mà thôi, nên là các bạn iOS thì sẽ không sử dụng được. Mở ra. Và khi mà các bạn mở ra thì nó sẽ, các bạn buộc sẽ phải bật lên cho nó, truy cấp quyền cho nó đấy, cho phép này. Ok, xong mình back ra. Rồi mình sẽ tiếp tục cấp quyền. Back ra lần nữa và cấp quyền. Ok. Rồi, sau khi mà các bạn đã cấp quyền cho nó xong thì các bạn nó sẽ hiện ra màn hình là hỗ trợ. Bây giờ các bạn sẽ kéo xuống cái phần đó là dịch vụ được cài đặt. Rồi vô, các bạn sẽ bật lên tiếp tục nhé. Rồi, bật lên. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở lại ứng dụng này sau khi các bạn đã cấp quyền và ok cho nó hết. Mở lên. Và đây chính là cái màn hình chính của cái ứng dụng là Volume Slider. Thực ra thì nó có một cái bảng nữa là bảng Premium với giá là 20,000 đó. Nhưng mà nếu các bạn nào cảm thấy dư tiền các bạn thêm có thể mua. Còn mình thì mình vẫn muốn hướng đến các bạn là những ứng dụng mà free để các bạn thấy là trải nghiệm mà nó có ít. Hiện tại thì đây nó sẽ có thường đa số là tiếng Anh không, nhưng mà sẽ rất là dễ. Ví dụ như là bên cạnh trái thì nó sẽ có Media, lúc nãy mình dùng Media chính là cái Volume. Ngoài ra thì các bạn còn có thể là vuốt để mở nè, thông báo nè, rồi cài đặt, rồi độ sáng. Bây giờ mình sẽ thử mở lên độ sáng nhé. Này, mic đây thử cho bạn xem. Đang độ sáng này. Ok. Vậy thì mình sẽ mở thêm một cái khác nữa, đó là Media. Rồi, mở lại. Rồi, bây giờ mình sẽ vuốt lên nhé. Đấy, các bạn thấy. Đó, tắt vuốt lên lại. Và cái chiếc máy Vsmart Mi này thì đã được hoàn thiện. Rồi, ok, và đó là cái ứng dụng hôm nay mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Và nếu các bạn cảm thấy hay thì các bạn để lại một like. Và có ý kiến comment hay là có những ứng dụng nào hay hơn nữa thì để lại recommend cho mình dưới phần video và bình luận. Xem xong video thì tất nhiên đừng quên nhấn nút like, share, đặc biệt là subscribe để ủng hộ cho tất cả bọn mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.